cả thế giới đều nghiện Among Us. Kể cả thầy quốc cơ cũng không ngoại lệ. Nào các em, cùng chơi nha. Mình thích để bọn học trò bấn biểu như thế. Tưới nước, trồng hoa, lớn và đẹp. Có vẻ ổn rồi. Làm tốt lắm các em. Em phản ứng mấy việc này chán quá. Sao thế? Leo, có chuyện gì vậy? Em không muốn làm việc sao? Đến đây, lên bàn của thầy nè. Lười biếng quá. Ghê này. Chỉ có thầy mới có quyền rảnh rỗi trong cái lớp này. Leo đi đâu vậy nhỉ? Nè, cậu có biết Leo đi đâu không? Tớ không thấy cậu ta. Thầy có biết Leo đi đâu không ạ? Leo? Em ấy đi toilet rồi. Dạ vâng. Dây điện mất sai rồi. Tớ không chắc là làm được đâu đó. Tớ không biết chơi trò này. Đừng lo Karen, để tớ chỉ cậu. Cậu chỉ việc đi xung quanh và làm nhiệm vụ. Nếu thấy ai đó bị sát hại, hãy thông báo ngay cho cả đội bằng cách nhấn nút đó. À, chắc là hiểu rồi. Hay lắm, đi nào. Có thể có dây điện quanh đây. Ôi không, anh bạn à. Đúng rồi, nhấn nút đỏ. Tớ nghĩ là vậy. Bây giờ phải đến cuộc họp khẩn cấp. Ố, nước ở đâu ra vậy? Chắc ấn nhầm nút mất rồi. Tớ bị ướt sũng cả luôn. Là cậu làm phải không, Karen? Không phải cậu bảo ấn nút sao? Nhưng cậu không nói nút nào. Rồi tay tội nghiệp của mình. Đúng vậy, mới bắt đầu chơi Among Us đều không dễ dàng gì. Dạ, vậy là xong việc hôm nay rồi. Này, tớ vừa lau sàn nhà đó. Bọn sinh viên này. Và cả thầy quốc cơ cũng vậy nữa. Cái gì? Lại nữa hả? Cầm lấy, dọn sạch hết mấy giờ đó đi. Không, không, tớ bận rồi. Không dành thế đâu cưng. Cậu không cãi lệnh tớ được đâu. Cầm lấy và lau sàn nhà đi. Đây là nhiệm vụ mới của cậu. Chơi Among Us ở trường đại học cũng chẳng dễ dàng gì. Các em, thầy mở cuộc họp khẩn cấp này để tìm ra tên nghi phạm đầu tiên. Chính là thầy Walker. Gì chứ, thầy không phải kẻ mạo danh. Nỗ lực đầu tiên để loại bỏ thầy giáo của nhóm sinh viên đã thất bại. Tiếp nào, không nhanh như vậy đâu các em. Em không muốn bị điểm F chứ. Phi, mới đúng là kẻ mạo danh. Em sao? Không, thầy nhầm rồi. Em không phải kẻ mạo danh. Thật không công bằng. Ok, nhiệm vụ hoàn thành. Này, Leo. Này, các cậu có nghĩ Leo đang hành động rất đáng ngờ không? Cậu ta thậm chí còn không thực hiện nhiệm vụ. Cậu ta chắc hẳn là kẻ mạo danh rồi. Phải loại trừ cậu ta trước khi quá trễ. Leo, cậu chính là kẻ mạo danh. Không, không phải, không phải mình. Hi, mới là kẻ mạo danh hay là cậu, Karen? Ôi không, lại là họ. Tớ sẽ giả vờ đang bận làm nhiệm vụ. Chìa khóa đâu kẻ mạo danh kia? Leo chắc chắn là kẻ mạo danh dở tệ. Có vụ giết người mới, kẻ mạo danh đã không ngủ. Chúng ta phải tìm ra hung thủ. Một trong các em là kẻ mạo danh. Để coi, là ai? Hi, là em phải không? Không, em không phải kẻ mạo danh. Jane mới đúng. Cậu ấy mới là kẻ mạo danh. Jane,
chính là kẻ mạo danh. Jane không thể là kẻ mạo danh. Em ấy gương mẫu nhất trong nhóm. Liệu một con gái yếu đuối như vậy có thể là kẻ sát nhân sao? Không, tất nhiên là không. Nhưng bọn em chắc chắn là cậu ta đó thầy Walker. Không, các em nhầm rồi. Nhìn em ấy đi, cô nàng dễ thương như vậy không thể là kẻ mạo danh được. Không phải đâu. Nhóm sinh viên đã đúng, Jane là kẻ mạo danh. Rồi, sẵn sàng. Ồ, nhầm phòng rồi. Carol là kẻ mạo danh. Chạy. Mình phải cho mọi người biết ngay. Dạ, Jane sắp đuổi được mình rồi. Wow, tốc độ thật. Tớ phải ấn nút. Không nhanh vậy chứ. Wow, Jane, em phá kỷ lục mới luôn. Chúc mừng nha, giờ thì biết đi. À, vâng, cảm ơn ạ. Trông như thầy Green đang đứng về phía Karen. Thật khó khi phải đối đầu với hai kẻ mạo danh. Được rồi, Leo, đúng rồi. Em làm bài thi tốt lắm. Chúc mừng em. Yeah, cảm ơn thầy. Này, Leo, xem nè, tớ được điểm A. Xem tớ thông minh chưa nè. Ồ, giỏi lắm anh bạn. Đưa bài của em đây, Leo. Nhưng cậu chưa viết gì cả. Không sao cả, dạ đây, thưa thầy. Em đưa thầy tờ giấy trống sao? Đến đây. Làm sao được? Có gì đâu mà chấm. Thầy phải cho em điểm F. Và em không được làm lại. Thầy muốn chết sao thầy? Không thì cho em điểm A đi nào. Leo là kẻ mạo danh. Thầy Walker không còn lựa chọn nào khác. Rất vui khi được hợp tác với thầy ạ. Leo là kẻ mạo danh đấy các em. Thầy đang chỉ Leo phải không nhỉ? Các cậu hãy bình chọn để loại bỏ thầy Walker. Bọn em hiểu rồi thầy. Tạm biệt cả sát nhân. Không, không. Chà, lẽ ra Neo nên học bài thi tốt hơn. Các bạn có muốn chơi Among Us với bạn mình không? Mong nhận được câu trả lời của bạn ở phần bình luận bên dưới nha. Đây là đề thi của các em. Điền vào đi. Chờ đã, số của thầy đâu rồi? Im lặng đấy, thầy quay lại ngay thôi. Tuyệt vời, bọn mình sẽ làm đúng hết. Có vẻ Karen muốn gian lận một chút. Em đang làm gì vậy Karen? Xin lỗi thầy, lần sau em không dám nữa. Tất nhiên là không có lần sau. Ôi, thì ra thầy chọn cái chết. Bay vui vẻ nha. Được rồi các em, đến lúc xác định nghi phạm mới rồi. Các em có đoán là ai không? Tay Karen bị sao vậy? Báo! Karen là tên sát nhân. Chúng ta đã có kẻ mạo danh. Không không, đây không phải là máu. Vậy thì cậu nói là gì? Tớ phải làm thí nghiệm với mấy cái bình. Và một trong số đó đã vỡ trên tay tớ. Vậy là em còn làm hỏng đồ thí nghiệm nữa đúng không kẻ mạo danh? Xem này, tớ gần như làm xong hết nhiệm vụ rồi. Tớ thì còn một cái nữa chưa xong. Nhìn các cậu ấy kìa, họ lại chơi Among Us. Đúng là nhàm chán. Karen, nhìn đi, Neo đẹp trai đây rồi. Chào Neo. Tớ đang đăng nhập nè các cậu. Nhìn lên, ván mới sắp bắt đầu rồi. Cậu ấy cũng chơi hả? Tớ biết làm sao để thu hút sự chú ý rồi. Đi mua ít đồ đã. Wow, sao cậu chơi nhanh vậy? Khoảng này tớ hơi bị chuyên nghiệp nha. Này, Neo, chơi nào. Wow, cậu cũng là fan trò này hả? Chơi đi! Dựa trên mặt của các sinh viên, có thể thấy bài thi rất khó. Hết giờ, tất cả ngừng bút.
Vâng, thầy ơi, bọn em cũng làm xong. Để xem. Đúng hết rồi, các em làm tốt lắm. Mọi người đều được điểm A. Có vẻ như thầy Walker đã quyết định thưởng cho các em học sinh vì đã chơi giỏi. Thầy Green, xem nè, sinh viên của tôi thông minh chưa? Chúng là bài điểm A cả. Mà sao làm được vậy? Chà, thầy biết đấy, đây là bí mật nghề nghiệp. Quan trọng là các em ấy đã làm được. Bạn thích video này chứ? Vậy thì hãy like, đăng ký kênh và đừng quên nhấn chuông nha. Hẹn gặp lại.